Xin kính chào quý khán giả. Thổ Nhĩ Kỳ không phải là quốc gia đầu tiên phát động cuộc chiến chống né tránh thuế của các công ty đa quốc gia cung cấp dịch vụ trên Internet. Các quốc gia như Anh hay Pháp trước đó đều đã tiến hành những bước đi của mình. Nhưng đa phần các kế hoạch đánh thuế đều rơi vào bế tắc, một phần do chưa tìm ra được cách thức hiệu quả, phần khác do chịu sức ép từ Mỹ, quốc gia của những tập đoàn hàng đầu như là Google, Facebook hay Netflix. Theo dự luật mới được trình lên Quốc hội, Ankara sẽ đánh thuế 7,5% thu nhập từ các dịch vụ của các công ty cung cấp dịch vụ trên Internet, cho dù các công ty này có trụ sở tại bất cứ quốc gia nào. Ankara cũng nhấn mạnh các biện pháp của họ sẽ theo hướng phù hợp với các tiêu chí chung về cải cách hệ thống thuế mà Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD đang xây dựng, nhưng sẽ phải đảm bảo hiệu quả và chặt chẽ hơn. Trước đó, Ankara đã gửi thư tới một số công ty cung cấp dịch vụ Internet đa quốc gia, mời tham dự vào quá trình kiểm toán nhằm lấy cơ sở cho quá trình thu thuế trong thời gian tới. Thư mời cũng nêu rõ nếu các công ty cung cấp dịch vụ trên Internet từ chối tham dự quá trình kiểm toán, hoạt động kiểm toán vẫn sẽ được Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành. Đồng thời, công ty cung cấp dịch vụ trên Internet sẽ bị mất quyền bảo vệ quyền lợi của mình trong quá trình kiểm toán. Các ước tính của Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy là nếu chống được thất thu thuế từ các công ty cung cấp dịch vụ trên Internet xuyên quốc gia, nước này sẽ có thể tạo ra thêm 3,5 triệu đô la Mỹ mỗi năm. Và nếu tính trên bình diện toàn cầu, thì các quốc gia có thể thu được thêm tới 843 triệu đô la Mỹ mỗi năm. Trang mạng Turkish Minute cho biết, trong trường hợp các công ty cung cấp dịch vụ trên Internet từ chối nộp thuế theo yêu cầu của Ankara, dự luật quy định là Bộ Tài chính Thổ Nhĩ Kỳ có quyền ra lệnh cắt đứt dịch vụ của công ty đó trên toàn bộ lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ. Đồng thời, các ngân hàng của Thổ Nhĩ Kỳ cũng có quyền thu các khoản tiền mà người dùng Thổ Nhĩ Kỳ đáng lẽ trả cho các công ty cung cấp dịch vụ trên Internet. Hiện các biện pháp của Ankara đưa ra đã cho thấy phần nào phát huy tác dụng. Theo báo The National của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Netflix với khoảng 1,5 triệu người dùng tại Thổ Nhĩ Kỳ mới đây đã nộp đơn xin cấp giấy phép hoạt động tại quốc gia này theo các quy định mới của Ankara. Anh Phương, phóng viên truyền hình Việt Nam tại Trung Đông.